Vô nha. Kìa, favorite của con gì đây? Favorite của con nè. Tăng 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 tăng. Jay is here. Mang mang is here. Thì sao? Nha, yeah, lại chơi với bạn đi con. Oh, mommy gonna see you, okay? Okay, thank you. Hey, come here. Circle time, kìa, circle time. Drawing, and when I get you up on circle time, okay, I got my circle time stuff. Okay, are you okay? You miss mommy? Yeah. Yeah. So, give mommy a hug. Oh, I miss you, JD. Hi. 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 Nhưng bây giờ con bye bye mấy bạn về nè, bye bye. Bye. Say see you later. Oh, you miss mommy? Yeah. Yeah, how much? Hi. Yeah. Yeah. Sao? Giờ mày chở con về nha. Mày chở con về rồi con muốn gì nó con nói mẹ nghe coi con muốn ăn gì. Chiều nay con muốn ăn gì con nói mẹ nghe coi. Mà bữa nay con đi học rồi cô có cho con có chỉ con ABC không? Cô có chỉ con color không? Không luôn hả? Rồi hồi nãy mẹ thấy cô cho con ngồi con đánh trống hả? Con đánh trống bùm 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 luôn hả? Wow, con có thích đánh trống không? Con nói đàng hoàng, con nói chuyện mẹ mà con cứ ứ làm sao? Con muốn vô công viên chơi không? Hả? You wanna go to the park? Yeah. Yeah, say please mommy. Please, okay. Mommy. Đúng rồi, bây giờ mày chở con vô công viên chơi nha. Me. Yeah. Yeah. Con nói thank you. Yay, bird. Con nói yay. Yay. Yay, cô chú ơi, yay được mày chở vô công viên chơi rồi. Con có thích không? Con có thích không con? Yeah. Dạ, thích. Yeah. Rồi, đi vô công viên chơi nha. Rồi, đi. Đem xe vô cất. Chơi ở đâu là đem vô cất cái chỗ đó. Lớn già cái đầu rồi còn cần cái xe đó đi nữa hả? Xe này đúng là chơi được tới lớn luôn á chứ. Chơi con lượm cái bịch này con đem giục cho mẹ được không? Lượm bịch này đem giục cho mẹ đi con. Chơi. Dễ gì mà bây giờ con lấy cái bịch này con đem giục phòng rác giùm cho mẹ được không? No no gì con đập bây mai. Giờ mai gì đi đâu á? À? Gì vậy? Yay. Dễ gì? Yay. Dễ hả? Dễ đấy hả? Dễ này là con phải chống lên như vậy nè, con phải dựng lên, con dễ bằng cái này, con dễ đâu được nữa, mất rồi, mất mấy cái cây dễ rồi, dễ đâu được nữa. Cô chú có em bé ham học mà. Bat. Màu đó màu gì á? Bat. Sao dễ được? Dễ đi vô cái bàn trong kia dễ kìa, đi vô cái bàn trong kia dễ không? Coi hành trình ham học của đứa trẻ chưa đầy hai đầu bánh chưng. Quằn quại để được học. Đó, thấy chưa cô chú? Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhòa của cháy cháy rất buồn vì cháy không biết học cái gì đây. À, trời excuse me JD, what did you just do? Con mới vừa làm gì á? Đi cái tướng cà khịa đó, cái đứng cà khịa là đi vậy đó cô chú. À,
Hai. Đi đây. Oops. Tao cho. Cà khịa. 3. Wow, I love you. À dạ. Con lại mà con đánh. 3. I love you. Mua. Bye bye. Giờ tới gì? I love you. Cô nói I love you too, mommy. 1, 2, 3 chứ không có quanh chung chi. Con lại nó 1, 2, 3 nha. Đây là chạy đến 1, 2, 3 nha. Đến 1, 2, 3. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Đúng rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oops. Nằm sẽ like. Cái nằm sẽ like. Nằm trái tay. Oops. Sorry. Sorry. I'm sorry. Rồi 1, 2, 3 nha. Em á hả? 1, 2, 3 đi. Nó nghe nè, con cái thùng rác này, cái bịch rác này dơ quá, con đem lại con. Này chơi. Nhảy, nhảy. Đó, nhảy đó, mở nhạc lên nhảy đó cô chú. Điều này không biết điều gì, lambada hay là cha cha cha, không biết. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Xỉu. Đứng lên, đứng lên, tiếp tục. Rồi, tiếp tục đi. 1, 2, 3. Quá dữ luôn. Đôi chân quá điêu luyện luôn. Lắc đầu luôn. Bây giờ con đem mày con dục rác cho mẹ đi. Ok. Ok, thank you. Rồi đi dục rác. Lại dục rác lại lên. Oops. Rồi lẩm đàng hoàng dục rác lại lên. Ok, dục rác cho mẹ đi. Please. Money. Money đâu? Money. Oh, money đó hả? Tiền đó, tiền, thank you. Con dục thùng rác cho mẹ đi. Con này làm biến rồi nha. Làm biến quá nha. Con nói kìa, con nói kìa. Đi, đi. No đâu. Đi dục rác cho mẹ đi. Màu gì đây? Pink, màu hồng. Từ từ, từ từ. Để lên, để lên. Cô chú coi hôm nay ngoài trời nè, rất là đẹp luôn, nhưng mà cũng rành lạnh lắm. Để chút nữa mẹ cho Chay đi ra ngoài, đi dạo ngoài nha. Phải mặc đồ ấm ấm vô mới đi dạo được cô chú ơi, chứ mặc đồ này là không đủ rồi. Phải mang vớ, phải mang giày, phải mang áo lạnh thêm nữa mới đi dạo được. Mỗi lần mà mặc... Trời đất ơi. Mỗi lần mà mặc đồ vô xong là thấy mắt mắt mệt rồi là hết muốn đi chơi. Màu pink á hả con? Ừ, màu pink á. Mẹ nói con dục rác hoài, con không có dục cho mẹ là mẹ buồn con hả nha Chay? Mai mốt mà con có nhờ mẹ cái gì mẹ không có giúp con đâu. Wow, về tới mẹ nha. 1, 2, 3. Trời ơi, thủ môn này chụp quá dữ luôn cô chú ơi. Này cho vô đội tuyển Việt Nam được. Wow.
Rồi chuẩn bị nha, thủ môn chụp nha, Bùi Tiến Dũng chụp nha. Cái này là Bùi Tiến Chay nha. 1 2 3. 1 3. Trời ơi, hai bị ở rồi hả? 3 4 5 đó. Rồi Bùi Tiến Chay, lấy lên đi Bùi Tiến Chay. 2 3. Wow! Chuẩn bị nè. 1 2 3. Yeah! Một hai ba giống một quanh chu chi. Tôi nói nó không có nghe lời chú ta, con nói một hai ba nè. Một một chu chi. Một hai ba. Ba. Wow, cầu thủ chụp quá dữ luôn, quá xuất sắc luôn. Hay quá, chụp nha. Một hai ba. Wow, thủ môn quá xuất sắc luôn. Dữ quá. Cầu thủ này không biết nó chưa gì hết. Chưa thắng mà cà khịa rồi. Đứng đó, đứng đằng xa lên. 1 2 3. Rồi. 1 2 3. Cũng phải để bình luận viên người ta bình luận chứ cứ thải hoài sao người ta bình luận. Rồi, rớt trong kia rồi. Rồi, xong luôn. Ồ ồ. Giờ làm gì đây? Vô kia lụm đi. Đang vô lụm đó. Ai mượn đứng cứ cà khịa. Ồ wow, lẹ dữ vậy ta. Giỏi quá, tiếp tục. 1 2 3. Yeah. 1 2 3. Yeah. 1 2 3. Bây giờ chay. Mẹ với chay chơi 50 không? 1 2 3. Chay nó chơi 50 không? Chay biết chơi 50 không cô chú? 1 2 3. Bây giờ mẹ với chay chơi 50 nha. You want 1 2 3. JD, you wanna play hide and seek? Hide and seek? Yeah, đi. 50. Rồi. Mẹ bây giờ mẹ trốn nha, chơi trốn đi nha. Mẹ 50 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ mẹ đi kiếm chay nè. Chay đâu ta? Để lại đây kiếm coi có không. Ồ, con chay không có đây cô chú ơi. Chay đâu ta? Cô chú có thấy con chay không ta? Con chay có thấy con chay ta? Con chay nó ở trong đó kìa. Thấy chưa? Rồi bây giờ chay 50 đi. Chay bây giờ chay đếm đi, mẹ đi trốn. Chay your turn. Now JD, it's your turn. Now it's your turn. Nó đi trốn trong đó đó. Rồi bây giờ con đếm nha. Con đếm mẹ đi trốn nha. Ok, đếm đi. 1 2 3. Rồi con ngồi trốn rồi, sao được đời ra. Ngồi trốn nhà ai cũng thấy hay sao trốn hả bây giờ mày đi trốn nha hả trời ơi còn kêu còn kêu vậy nữa hả. Rồi nha, mày đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peekaboo. Gặp chay rồi, chay trốn trong này nè. Rồi bây giờ chay đi ra đi. Tới mẹ trốn chứ, nãy giờ chay trốn rồi. Now it's coming, it's mommy turn, ok. Rồi, bây giờ con đếm đi. Đứng úp mặt vô đây nè, úp mặt vô đây đếm. Đếm đi, 1. Đứng đếm đi. Cái gì vậy? Du duyên không? Đếm đi. Úp mặt lại, đó. Đúng rồi, úp mặt lại. 1, 2, mẹ đi trốn nha. Cái gì con đi trốn đi chay. Rồi, 1, 2, 3. Con tìm thấy mẹ rồi chay. Con nói where are you? Nói đi. Where are you? Hồi nãy con nói sao? Hồi nãy nó ra xong cái nó nói gì nè cô chú. Nó nói where are you? Nó có nghĩa là mẹ ở đâu rồi đó. Nói đi. Where are you? Nãy mới nói xong mà giọng chưa nói. Bởi vì chơi hide and seek này là cái gì đó. Cái chữ đọc sao khó đọc quá. À 50 đi cho rồi. Khó lắm, phải có hai người quay mới có thể quay được. Bây giờ nó trốn rồi đó.